cả Đông Nam Á chúc mừng. Báo Ấn từ chối Mỹ, Trung Quốc chọn Viettel là nhà cung cấp duy nhất mạng 5G cho toàn Ấn Độ. Vietnam Stronger xin chào các bạn khán giả thân yêu. Ở đây có bạn nào đang dùng mạng Viettel không nào? Cho mình xin cánh tay nhé. Chắc ai cũng từng ít nhất một lần sở hữu cho mình một chiếc SIM Viettel đúng không nhỉ? Bởi ở Việt Nam hiện tại, Viettel luôn giữ vị trí số 1 về viễn thông. Nào là nhà mạng số 1 Đông Nam Á, chiếm tới 54,2% thị phần với hơn 70 triệu thuê bao. Nào là đơn vị làm chủ công nghệ lõi 4G, thậm chí là nhà mạng đầu tiên cung cấp mạng 5G. Nếu kể về những thành tích Viettel đã làm được ở trong nước thì vô số rồi. Nhưng mình nghĩ sau khi xem video này, các bạn sẽ phải thốt lên, thật không thể tin được khi Viettel làm được điều phi thường này tại đất nước Ấn Độ. Đến hàng loạt báo chí và hàng triệu người dân Ấn Độ còn phải kinh ngạc và ngả mũ thán phục trước việc làm này của Viettel cơ mà. Vậy, khi đem chuông đi đánh xứ người tại Ấn Độ, Viettel đã làm nên điều kỳ diệu gì? Hãy theo dõi ngay video clip để Vietnam Stronger giới thiệu về điều không tưởng này của Viettel các bạn nhé! Cụ thể thì mới đây, trong khuôn khổ sự kiện triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, Tổng công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel thuộc Tập đoàn Viettel và United Telecom Limited Group, viết tắt là UTL Group của Ấn Độ, đã cùng ký thỏa thuận hợp tác triển khai thử nghiệm mạng 5G tại Ấn Độ trong sự ngỡ ngàng của giới công nghệ thế giới. Hợp đồng xuất khẩu thiết bị công nghệ cao đầu tiên của Viettel Hi-Tech là dấu mốc quan trọng khẳng định giải pháp hạ tầng mạng viễn thông di động thế hệ 5 của Viettel đã sẵn sàng thương mại và kinh doanh diện rộng, không chỉ tại Việt Nam, kể cả những thị trường quốc tế có trình độ công nghệ cao, yêu cầu khắt khe như Ấn Độ. Theo thông tin được đăng tải bởi tờ báo quốc tế PRN Asia, Viettel và tập đoàn UTL ký kết thỏa thuận triển khai hạ tầng mạng 5G tại Ấn Độ. Tập đoàn Viettel đã trưng bày các hệ thống radar, máy bay không người lái và giám sát mới tại triển lãm quốc phòng Việt Nam 2022. Hội chợ vũ khí quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, với sự tham gia của trên 170 công ty, doanh nghiệp quân đội đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cũng tại sự kiện, Tổng công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel và Tập đoàn United Telecom UTL Group đã đạt được thỏa thuận về mạng viễn thông 5G. Các hợp đồng quan trọng cũng được ký kết trong sự kiện này. Trên trang báo Nga Sputnik ngay sau đó cũng liền nhấn mạnh rất rõ ràng rằng cú bắt tay hợp tác của hai ông lớn công nghệ hàng đầu Việt Nam và Ấn Độ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả nước ngoài có quan tâm đến lĩnh vực viễn thông, công nghệ đã hết lời chúc mừng Việt Nam với thành công mới này. Sau đây là một vài những bình luận tiêu biểu của độc giả quốc tế. Mình từng ở Việt Nam và sử dụng thử mạng Viettel, trải nghiệm rất tuyệt vời. Mình đi bất kỳ đâu cũng có mạng lướt web rất mượt, chưa từng lo nghĩ về Internet khi ở Việt Nam. Người Ấn thật quá sáng suốt, chọn Viettel của Việt Nam là con đường đúng đắn, mạng Việt Nam chuẩn mạng Internet. Tôi là người Ấn Độ, gửi tình yêu đến Việt Nam, Ấn Độ mọi thứ rất tốt, nhưng Internet thì không ổn định, mong sẽ có sự đổi thay ngoạn mục. Một bên là nhà mạng huyền thoại của Việt Nam, bên còn lại là ông trùm của những sản phẩm điện tử, công nghệ phủ sóng Ấn Độ. Xin chúc mừng! Với Việt Nam thì Ấn Độ không có gì phải lo, đất nước này đang phát triển từng ngày với tốc độ nhanh chóng. Sản phẩm của Việt Nam rất văn minh và giàu tiềm năng. Không phải ngẫu nhiên mà cư dân mạng trong khu vực lại phấn khích đến thế. Theo như mình tàu ngầm tìm hiểu thì biết được rằng thiết bị hợp tác với Ấn Độ lần này là thiết bị truyền dẫn IP hỗ trợ tốc độ 100 Gigabit, đáp ứng các yêu cầu của mạng 5G do Viettel làm chủ từ nghiên cứu đến sản xuất. Viettel cũng vinh dự trở thành đơn vị đầu tiên thực hiện nghiên cứu IP router tại Việt Nam, đáp ứng được những tiêu chuẩn CE của châu Âu và FCC của Mỹ. Các bạn thân mến, sự phát triển của mạng di động 5G có thể coi là bằng chứng sống cho những nỗ lực vươn tầm thế giới của Việt Nam. Từ những ngày đầu, chúng ta đã không ngừng phấn đấu để bắt kịp các nước lớn để đem mạng chất lượng cao về cho người Việt sử dụng. Thế nhưng 3G, 4G đến nay chắc cũng sớm đi vào dĩ vãng thôi, bởi vì có một ngôi sao vàng trong làng mạng di động được ra mắt cách đây không lâu, đó chính là 5G, con đẻ của thời đại công nghệ tiên tiến. Mối ngon như vậy thì làm sao Việt Nam chúng ta đứng ngoài được đúng không nào? Nhanh như chớp, Việt Nam đã trở thành một trong những nhà mạng đầu tiên chiếm lĩnh được công nghệ 5G. Và giờ đây, tập đoàn này đã tự hào mang 5G đi phủ sóng quốc tế. Một hành trình quá ngoạn mục. Về Viettel, chắc mình chả cần nói các bạn cũng đã quá quen mặt biết tên rồi. Viettel, hãy nói theo cách của bạn, chính là câu slogan mà chúng ta đã được nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Đối với người Việt mà nói, nhà mạng Viettel lúc nào cũng chiếm giữ một vị trí chẳng thể nào thay thế được. Vậy nên khi Ấn Độ có động thái bắt tay hợp tác với Việt Nam, các khán giả Việt đã bày tỏ sự yêu thích và niềm mong mỏi rằng Viettel sẽ làm được hơn thế. Viettel đã đi vào huyền thoại rồi, nhưng hay một cái là nhà mạng này không bao giờ muốn dậm chân tại chỗ, luôn cống hiến để mang những cái gì ngon nhất, tốt nhất về cho Việt Nam. Thực sự rất đáng trông chờ, dùng 3G hay 4G cũng đã thấy sướng rồi,
Giờ có Viettel quan hệ hợp tác với ông lớn Ấn Độ, đem 5G sớm phủ sóng nước bạn, chắc tốc độ phải nhanh cản không kịp ấy chứ. Mình có cơ sở để hy vọng mạng 5G sẽ sớm bùng nổ rực rỡ, người dùng Việt sẽ sớm ngày đón đầu xu hướng thế giới. Wow, sự kiện bom tấn này chưa thấy up lên báo chính thống Trung Quốc nhỉ? Tiếc thế, đáng mừng cho Viettel 5G ký kết với Ấn. Quả này tầm lịch sử với Viettel rồi. Rất vinh dự các bạn ạ. Việt Nam là một trong 6 nhà cung cấp sản xuất được thiết bị phát sóng 5G trên thế giới. Viettel đưa Việt Nam trở thành một trong số ít những nước làm chủ cả phần cứng và phần mềm thiết bị này. Thêm nữa, không giống một số nước mà Viettel đã đầu tư trước đó. Địa hình Ấn Độ có nhiều vùng rừng thiêng nước độc rất khó khăn cho việc xây dựng mạng lưới sóng di động và viễn thông. Vì vậy, cuộc đầu tư của Viettel tại Ấn Độ vấp phải vô số sự hoài nghi và không thiếu lời khẳng định rằng tập đoàn đến từ Việt Nam khó có thể sống được ở đất nước này. Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Viettel mang mạng chất lượng cao ra nước ngoài nhưng cũng chưa từng bỏ bê thị trường trong nước. Theo tìm hiểu của mình, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel sẽ tiếp tục thúc đẩy 5G phát triển mạnh mẽ hơn dưới chất xúc tác hoàn hảo là bàn tay hỗ trợ của tập đoàn lớn Samsung. Người dân sẽ sớm ngày được trải nghiệm những lợi ích khác biệt của 5G nói riêng và công nghệ 4.0 nói chung. Viettel có thể sẽ trở thành cầu nối về văn hóa, hợp tác kinh tế giữa nhân dân và chính phủ hai nước Việt Nam-Ấn Độ. Nếu có lộ trình và hướng đi đúng đắn, công nghệ Made in Việt Nam sẽ vươn tầm thế giới và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Việt Nam sẽ làm chủ công nghệ, sáng tạo công nghệ dựa trên công nghệ mở, tập trung giải quyết bài toán Việt Nam và từ đó vươn ra thế giới. Trong đó, nước đi có thể nói là rất khôn ngoan lúc này, chính là kết nối với Samsung. Chẳng biết là vận may hay cơ duyên, nhưng trước mắt, át nghe là chỉ thấy mừng rơn trong bụng thôi các bạn ạ. Ngay cả Samsung chúng ta còn bắt tay ký kết được, uy tín của Viettel và các công ty số 1 Việt Nam sẽ được củng cố rất chắc chắn. Hiện nay Viettel trở thành nhà mạng đầu tiên trên thị trường, giúp Việt Nam bắt kịp những nước đi đầu về 5G trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Với các công nghệ 3G và 4G thì Việt Nam triển khai sau thế giới. Nhưng với 5G, Việt Nam không chịu thua đâu nhé. Chúng ta đang nằm trong nhóm những nước đi đầu. Mình thầm nghĩ biết đâu sau này, mạng 5G của chúng ta còn bay cao, bay xa hơn nữa. Biết đâu chúng ta sẽ được dịp vỗ ngực hãnh diện với bạn bè quốc tế bởi có nền tảng công nghệ số không ai sánh kịp thì sao? Không biết các bạn có cảm xúc gì sau khi biết tin Ấn Độ sẽ liên kết với Viettel để đẩy nhanh quá trình tiếp cận 5G cho người Ấn. Còn mình thì cảm thấy như được thổi một luồng gió mới, tràn đầy niềm tự hào và rất vui sướng các bạn ạ. Việt Nam không chỉ mạnh về văn hóa, con người, Việt Nam ngày nay đã rất nhạy bén với công nghệ mới. Chúng ta từng chạy rất chậm trên đường đua công nghệ số, nếu không muốn nói là lạc hậu và chậm chạp. Nhưng thời thế thay đổi rồi. Với 5G, chúng ta là nước đi đầu và chưa một nước nào trong khu vực châu Á bắt kịp. Hãy cùng mình chờ đón sự thay ra đổi thịt này trong một tương lai gần các bạn nhé! Các bạn có những cảm nhận ra sao sau khi xem video này? Đừng ngần ngại, hãy bình luận ngay bên dưới để chia sẻ cùng Ad. Ad cảm ơn vì các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Hãy bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Vietnam Stronger để ủng hộ Ad cũng như cập nhật tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.